Không thấy à? À. Đổ lại anh về làm lại. Anh làm từ đầu tới cuối á. Từ đầu luôn. À. Nhìn tự không? Nhỏ. Bật lên nè. Có máy nữa nữa. Thì bật tay điều khiển lên. Thở máy thì đọc nha. Bật lên. Chào chào khán giả cái coi. Thử rồi, rồi xong rượu ga chạy. Đạp ga anh thấy về chưa? Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Ngoan TV. Các bạn ơi, hôm nay các bạn cùng mình đi tham quan những chiếc cầu ở quê hương mình nhé các bạn. Đặc biệt hôm nay mình sẽ tham quan cây cầu Hương Điểm. Cầu Hương Điểm nằm trên quốc lộ 57C hướng từ thành phố Bến Tre về Ba Tri nhé các bạn. Nào, các bạn hãy cùng với mình tham quan nhé. À, trời không vui thì chớ. Dạ rồi chớ. Ừ. Quá trớn chiếc cano à. Đây ra sông lớn được khiển mới được. Đến ra sông đi chơi mà xuống tới đây trời chỉ mưa mẹ rồi dạ. Không vui vậy. Quá trớn. Coi không? Thử cho anh con. Lại đây nè anh. Ở dưới dốc này là có một cái bờ nhà. Nhà có cái chiếc nhỏ chiếc mua kẹo chạy có 60 chục. Cái này chạy nhanh không là chạy nhanh nhưng mà nó xịn ở trên. Dạ. Rồi. Thêm cái đạp ga chạy luôn nữa nè. Đạp ga chạy luôn hả? Đạp ga chạy. Tới nè, lùi nè. Cái này chạy tới nè ha. Chạy tới nè, lùi nè. Lùi theo vậy nè. Đổ lại anh về làm lại. Anh làm từ đầu tới cuối á. Từ đầu luôn. À. Nếu như là phiền anh làm luôn. Dạ. Chỉ mấy cái này là phải mua thôi chứ này mình máy móc là làm sửa. À. Dạ. Mấy cửa này là độ á, như là mua về mổ ra anh độ dạ. Lại trong đẳng. Cái này cái là cái đầu quay cái đầu luôn. Muốn quay cái đầu quay ha. Dạ. Chạy nhanh không anh? Chạy giá chừng đồng 20 không mấy à, đến cái này chạy nhanh á thì được nhưng mà có nghĩa không mình quay cái cảnh đẹp thôi. Dạ, quay cảnh. Dạ. Dạ. Được không? Điều khiển cái đầu cũng nhúc nhích được luôn à. Nhìn tự không? Nhỏ. Chơi này về chắc ăn không ta không làm là khí trời. Bằng inox là làm đăng ký không được, inox hàng không được, ngu chơi bằng inox cứ mấy cái cây ống bằng kia chơi bằng ấy ngon rớt họp rồi. Đắt gì chơi. Rồi về. Cái giờ đi được mấy cuốc rồi? Có cuốc như vậy. Gió đưa. Hả à, này không đưa à, chạy ngắm cảnh rồi được. Đây nước chảy quá. Chảy không ngầm gì nó cũng chạy được nhưng mà cũng chạy thôi. Đây điều khiển được bao nhiêu mét?
đau đầu thì rồi chạy xuống đang chạy thử đi coi hết rồi, nó mưa đâu lớn, nó trời này mưa lớn lắm đi, cảnh tối thui. Đo đỏ thử cái chừng cái này chạy chừng được bao nhiêu mét à? Thôi xa. Nhìn cái tay điều khiển. Không có thông số này, chỉ chơi đón thôi. Ừ, thì đón thôi. 100 mét. Chạy vậy thử coi. Tôi thử rồi. Nhiêu? À, thử trên bờ thôi nha. Thầy. 550. 550 hả? Thử đi xa ha. Cho thử. Ê da, trời ơi, dắp chạy kìa, coi có sao không? Sao không, đỡ lớn. Từ từ chạy chi cho má. Đâu có chạy nhanh đâu mà con ấy. Ờ, đi nghiệp phải không? Ủa, cái nhỏ sọt vô chạy. Từ từ, đi từ từ. Nãy nó vô tầm thì nó trâu mà nó xuống thì bắt vô ấy rồi. Trơn dữ không? Ở đó có ghe không? Không có ghe phải không? Ừ. Quá. Tới sờ đá luôn ha. Tới sờ đá cho nó trôi xuống. Bành đấu lại đi, tới sườn đáy cũng có ai coi đâu. Mình muốn tắt hạ hạ cờ xuống hạ vậy đó. Rồi con cờ lớn vậy đó. Đây nè cái cờ đó luôn đó đó. Hạ tắt xuống là được nè. Để vô trong này mình chạy tốc độ cho xem, ở ngoài đó mình chạy tốc độ cũng đâu có thấy đâu. Nè tốc độ nè. Yeah. Yeah. Dạ. Đi vòng qua mé bên kia cầu cây. Thành lại cây. Không thấy à? Kia.
rồi có nước vô, nó tạt nước vô hai bên hông á. Mình gắn cái bánh độn á, cái nước nó văng vô trong hầm. Lấy hai cái trái này lên trên đây cho nó không văng. Biết luôn, cào tập thể dục luôn. Rồi chạy nước cái coi. Ông kia ông bơi ra ông lộn. Hai ba người chơi vui lạng lách rồi ha. Mỗi lần có một cái tem chơi á, mà mấy thứ kia nó lớn rồi cái nó không chịu chơi. Nước ngược. Hình như mưa hay gì á. Ở góc kia. À. Thì đó. Rồi xong con, chạy vô chứ không đi xuống luôn con. Đi xuống luôn mất à. Rồi chạy thử xíu rồi phải đi lên trên dốc cầu tôi nó mới chạy xa mới đã. Thôi thử gì được rồi. Cái thùng ra để lên. Yeah. Bật lên nè. Còn máy nữa nữa. Thì bật tay điều khiển lên. Ở máy này đọc nha. Bật lên. Chào khán giả cái coi. Thử rồi, rồi xong rụ ra chạy. Đạp ga máy về chưa? Nói chung là nó khua đủ thứ hết trơn. Lái nè, quay đầu nè. Ủa tại sao cái này sao nó có bà đạn nội vừa mà tại sao không gắn bà? Bạc đạn nói chung là vừa nhưng mà mình chủ yếu là gắn khi xuống nước nó kêu nó nhỏ thôi. Đúng rồi. Đó, chạy trên thì nó xa nó thua khua. Bạc đạn nội nó... Chạy cho nó lớn nó mới giống cái tiếng máy nổ phải không? À. Cái này đâu phải cái máy đại diện. Ông vô cho YouTube của nó... con á, ngoan TV á, ông coi nó chạy dưới nước nhìn đẹp lắm. Cái này là có ai đặt mua chưa? Hỏi mua nhưng mà mình không xứng đáng rồi mình không bán. Bộ mình làm chào hàng ấy. Lên kế hoạch mình bán luôn, lên kế hoạch mình cái này luôn. Con cái chiếc này con có một cái mui phủ lên trên đây luôn á, chứ đâu phải trống vậy đâu, tại vì mui phủ á là nhìn ở bên ngoài thôi, còn con muốn nhìn như vậy á đặng con quay cho nó đẹp thôi.